lũ quét và sạt lở đất cũng là loại hình thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về người trong những năm gần đây và một trong những nguyên nhân chính là do người dân thiếu kiến thức nhận biết về phòng chống về lũ quét và sạt lở để dần dần thay đổi điều này chiều nay bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp với trung ương hội nông dân việt nam tổ chức hội nghị chuyên đề giải pháp hạn chế thiệt hại bởi thiên tai lũ ống lũ quét và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai để nông dân các tỉnh miền núi phía bắc định canh định cư bền vững theo nghiên cứu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những năm gần đây, thiên tai có chiều hướng gia tăng về số lượng, tần suất, bất ngờ và ngày càng cực đoan, tính tàn phá khốc liệt hơn, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất. Hai năm qua đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân gặp nạn do loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm này. Do chưa thể dự báo chính xác thời gian và địa điểm xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nên điều quan trọng nhất phải từ chính mỗi người dân hiểu và biết cách phòng chống. Trường hợp lũ quét ở Mường La, Sơn La năm 2017 hay ở bản Sán Tùng, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2018, thì chính những người trưởng bản, người dân địa phương nhận biết dấu hiệu về sự thay đổi của dòng chảy, của các vết nứt trên quả đồi để kịp thời phòng tránh. Do vậy, trong hội nghị lần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để phổ biến tuyên truyền rộng rãi hơn về các dấu hiệu của thiên tai và các cách ứng phó phù hợp trong từng trường hợp cụ thể sau hội nghị này hai cơ quan sẽ báo cáo đề xuất với thủ tướng chính phủ để triển khai các chương trình kế hoạch hành động trong phòng chống thiên tai cho người dân các tỉnh vùng núi phía bắc giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra